Alo, alo, xin hỏi David ơi, em có nghe tiếng anh Nam chưa? Dạ, xin được cảm ơn. Thưa quý vị, lời nói đầu năm hồi xin tổng chào tất cả anh chị em có mặt trong đạo tràng và xin chúc mừng. Thưa quý vị, mở máy lên thì năm hồi bận bước ra sau hè tí xíu. Khi vô thì thấy cái phòng chat và tiếp tục thì thấy Nam xì lên chia sẻ cái đề luận thứ hai. Và đề luận số 3 theo cái yêu cầu của vấn chủ, tức là anh xả thân tu tịnh. Còn cái đề luận số 2 thì của Dinh Đàn Tứ Ân, ra xin được hỏi. Nhưng mà cuối cùng hai đề này hỏi gần nhau, tức là 2 và 3. Nhưng mà nó có cái trên cái đoạn mệnh này nó cũng giống na ná với nhau. Nhưng mà đặc biệt thấy anh Neo Xì lên, ảnh coi như là ảnh trình bày nó cũng đã trùng qua cái ý rất nhiều rồi. Bởi vì trong cái đoạn cái đề luận số 2 đó, nó cũng đi giống như cái đề luận số 3. Vì vậy lục căn lục trần mà anh Neo Xì đã trình bày, thì thật sự theo đề luận nào của vấn chủ hỏi thì cái người có cái bổn phận yêu cầu thì phải trình bày ngay cái ý đó, dù nó có đệm trên cái đoạn trước nó cũng không sao. Nhưng mà ở đây ý Nam Hợp muốn nói thêm một chút nữa, thì đây là cái đoạn luận nằm ở trong cái bài cho Cò Tào Hảo. Thưa quý vị, Cò Tào Hảo là cái bậc hàng trí thức rất là mà hiểu chuyện về đời về đạo, nên ông có dịp mà Đức Thầy được cho cái bài này. Thì thật sự trong bài cho Cò Tào Hảo, Đức Thầy nói toàn là các pháp môn hành đạo, và nhất là một cái pháp môn đi đến chỗ thành thật. Vì vậy ngài trình bày từng bước một để chúng ta từ tướng trở về tâm, từ cái nghĩa là nhân đạo cho đến Phật đạo, hoàn toàn tu chứng để giải thoát. Vì vậy mà rất là tuyệt vời. Trở lại thì anh Neo Xì đã trình bày như nó đã có trùng bộ. Vậy thì năm hồi xin được trình bày gọn lại thôi, không có chi tiết thêm. Bởi vì trong cái lục căn lục trần thì anh Neo Xì đã trình bày đoạn đề thứ hai thứ ba rồi. Thì bây giờ xin được trở lại đại khái thôi nha. Năm hồi xin được trình bày đại khái như Dinh Đàn Tứ Ân. Thưa quý vị, trong cái bài này thì chúng ta đọc câu hai câu nữa trên á, chúng ta mới thấy là quê vương trí huệ ma dương hải hùng, rồi làm cho chúng phục tùng chân lý, rồi mới tới là trong sắc thân giám thị lục căn. Ở đây Đức Thầy trình bày rất là mạch lạc để cho Cò Tào Hảo thấy rằng hôm nay ông đã cảm nhận được lý đạo, và tôi xin bày tỏ tất cả cái chương trình của người tu chúng ta từng bước một để đi đến chỗ giải thoát là như vậy như vậy. Vì vậy mà Đức Thầy xin được trình bày cho Cò Tào Hảo nói riêng và nói chung là tất cả những ai thấy được chúng ta phải làm cái bước một, bước hai và bước ba như thế nào để trở đến cái giai đoạn gọi là kim thân thị hiện với dứt trừ tử sanh, tức là trở về với là không còn sanh tử nữa. Vì vậy vô câu đầu trong sắc thân giám thị lục căn, thưa quý vị, lục căn tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt và thân. Nãy anh Neo Xì trình bày rồi, năm hồi chỉ trình bày đại khái thôi nha, đừng cho chúng tính lăng hoàng, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đừng Đức Thầy kêu chúng ta đó và cho Cò Hảo, cho Cò Tào Hảo thấy rằng nghĩa là nếu nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà chúng ta để cho tự do nó tính lăng hoàng, nó nhìn nó nhãn thì ưa xem sắc đẹp, ưa thấy cái gì mà hợp ý nó mới chịu thấy, còn cái mà không tốt nó không chịu nhìn. Mà thật sự thưa toàn thể chư đồng đạo và anh chị em cũng như vấn chủ, chúng ta thấy cái gì mà thích thích chúng ta mới chịu, mà thấy không nghĩa là hài lòng chúng ta không chịu nhìn. Thì thật sự đây là cái đoạn mà Đức Thầy cho biết là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, nghe những điệu âm thanh mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu. Năm hồi đọc đọc tòa trên cái đoạn văn tự thì chúng ta đã thấy Đức Thầy giải trình một cách rất kỹ càng, khỏi cần chúng ta phải phải đệm thêm cái ý gì nữa. Rồi trong thường hay bận biểu tay nghe những điệu âm thanh mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi êm dịu, rồi đồ thơm tho nó ưa nói chịu, chốn hạ xã hương ngay lết lại gần, rồi lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo ưa nó mến, rồi thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý, rồi sáu đường ấy ở trong tâm ý
ta mau mau rứt đó cho rồi. Vì vậy mà Đức Thầy nói nguyên một đoạn luận đó, chúng ta thấy cái gì hợp, cái gì tốt, cái gì vừa lòng, cái gì mà nghĩa là trong tư tưởng nó thích thì nó mới chịu nhìn, nó mới chịu ngửi, muốn chịu nghe. Còn cái mà không chịu. Vì vậy mà ở đây Đức Thầy nói là trong sát thân giáp thị lục căn, tức là chúng ta phải nghĩa là gìn giữ, không cho nó nhìn quấy, không cho nó nghe điều tà, không cho nó thèm những điều không đúng với đạo lý, và không cho sai với đạo. Đó là cái ý mà Đức Thầy trong sát thân giám thị. Giám thị tức là nghĩa là gìn giữ, giám là xem xét, là gìn giữ, là coi chừng. Giám thị lục căn tức là nhãn nhĩ tỷ thân ý, không cho nó làm quấy. Rồi đừng cho chúng tính lăng hoàng, tức là tâm chúng ta không cho nó tính những cái chuyện lăng hoàng. Lăng hoàng tức là những điều sai quấy, những điều tà dại, những điều trái với đạo lý, gọi là lăng hoàng. Ngoài thì chấp thủ mà ngang lục trần. Lục trần thì nó nghĩa là ở đây gọi là nghĩa là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Mà lục trần là gì? Sắc thân hương vị xúc và pháp. Vì vậy mà điều này hoàn toàn Đức Thầy ngăn cấm và chỉ cho chúng ta thân, chúng ta không cho nó lăng hoành, và không cho nó nhìn những điều quấy, không cho nó nghe những tiếng hay, mà nghe những toàn là những lời đạo đức tốt đẹp. Ý dạy đại khái, năm hồi chỉ xin trình bày đại khái thôi. Quý vị anh em xì nãy đã có trình bày rất kỹ rồi. Năm hồi chỉ xin trình bày lại đại ý. Rồi phá ngũ quẩn rất là tham ái. Thưa quý vị, ngũ quẩn nếu nói trong kinh thì cho biết là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Còn ở Đức Thầy thì trình bày gọi là tham, sân, si, nhân, ngã. Nếu chúng ta trình bày về ngũ quẩn thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nếu chúng ta trình bày thì dường như nghĩa là nó cũng vậy thôi. Nhưng mà trên văn tự Đức Thầy trình bày rất là dễ nghe, dễ hiểu hơn trong phần kinh. Bởi vì phần kinh sắc, thọ, tưởng, hành và thức, nếu chúng ta giải trình ra từng bước một, có thể chúng ta cũng hiểu. Nhưng mà nó khó phần hiểu hơn cái phần Đức Thầy gọi là tham, sân, si, nhân và ngã. Vì vậy mà năm hờ trình bày đại khái thôi, nghe nghe vấn chủ dịch đàn tứ ân. Rồi cõi sân si cũng phải tạo trừ, tức là cái gốc của sân si. Chứ sân là nóng giận, chứ si là mê. Phải tạo trừ, tức là cái sự nóng giận và mê si mà Đức Thầy nói trong cái thập ác, là ác thứ 10, ác thứ 9, hận sân luận tiếp. Lửa trong tâm chẳng đốt mà lừng, rồi nổi lôi đình đâu có định chừng, cho ta biết mà con giữ trước. Tiếp theo nữa là ác thứ 10, đoạn chót mê si, nguyên tâm tối từ hồi vô thủy. Rồi màn vô minh che mờ căn trí, nên bị nguyện thân vật chất kép hơn, chẳng tìm biết tinh thần đạo đức. Đây là cái hai cái ác gọi là 9 và 10 trong thập ác, gọi là ác sân nộ và ác mê si trong thập ác. Vì vậy mà Đức Thầy chỉ biết là cậu sân si cũng phải tảo trừ, tức là tìm cách khống chế không cho nó vi phạm, gọi là tảo trừ. Tảo là tìm kiếm, trừ là dứt bỏ, là lìa cách không cho nó vi phạm, gọi là tảo trừ. Đem về giác tánh chân như, thưa quý vị, trở lại đem về giác tánh chân như. Đem về giác tánh là gì? Giác là xét biết chữ tánh. Chân như, tánh chân như gọi là cái tánh Phật của chúng ta. Không còn cái tánh phàm nữa, không còn bị mê si nữa, không còn kẹt trong ngũ quẩn, không còn lục căn mà nhiễm lục trần nữa. Có như vậy, chúng ta trở về cái tánh thánh thiện của chân như gọi là Phật tánh, là tìm được và khống chế tất cả những cái tư tưởng quấy ác tội lỗi, quấy ác, khống chế được tất cả những cái hình thức từ căn mà nhiễm trần. Và cái vòng chát nó chạy lên rồi. Con bút xuống cùng cho chú Năm Ngọc Nhân ơi. Bị dòng chát của mấy anh chát nên nó chạy lên rồi, chú Năm giữ lại rồi. Như vậy thì kim thân thị hiện. Kim thân tức là nghĩa là cái thân bất sanh bất diệt. Kim thân ở đây muốn nói gọi là, nếu nói chúng ta nói trên văn tự về nghĩa đen, chữ kim thân, chữ kim là vàng, chỉ thân là muốn nói kim thân, tức là cái thân vàng ngọc, cái thân bất sanh bất diệt của chúng ta. Nói về lý gọi là cái thân bất sanh bất diệt, thị hiện mới dứt trừ tử sanh. Khi mà chúng ta đã không chế rồi,
không cho nó tính lăng hoành những cái về căn nhiễm trần và ngũ quẩn chúng ta đã rứt sạch. Và tiếp tục nữa chúng ta trừ thêm ác gọi là sân nộ và mê si, một trong thập ác, tức là ác thứ 9 và thứ 10. Chúng ta đã đảo trừ không cho nó vi phạm, đã rào đó và ngăn ngừa không chế nó được cái tư tưởng cao đẹp rồi, một cái tư tưởng thanh bai tuyệt vời của nghĩa là mà đạo rồi, thì lúc bấy giờ chúng ta đã đem về giác tánh chân như, tức là tự nhiên cái tánh chân như, tức là Phật tánh chúng ta hiện bài. Và nếu nói Phật tánh hiện bài thì kim thân, tức là cái thân liên qua quá thân chúng ta không còn sanh tử, tức là hoàn toàn chứng đạo giải thoát. Thưa toàn thể anh chị em và chưa đồng đạo, đây là một đoạn luận nói toàn về pháp môn hành đạo từ tướng trở về tâm. Mà nếu tâm chúng ta đã khống chế tất cả những cái tướng và những giới luật về hình thức bên ngoài, căn không nhiễm trần, luật căn không nhiễm luật trần, ngũ quẩn chúng ta rứt sạch và sân si chúng ta đã trừ tuyệt, thì kim thân thị hiện, tức là tâm Phật chúng ta hiện bài, hoàn toàn chứng đạo giải thoát. Thưa toàn thể chưa đồng đạo, năm thời nói hay là mạch lạc, đó là cái ý mà Hoàng Hốt mà Đức Thầy đã cho còn tào hảo như vậy. Mà chắc năm thời làm chưa được cái chú Ngô ơi, và chưa được nữa nghe vấn chủ trình đàn tứ ân, năm thời xin được trình bày đại khái trên văn tự, trên lý luận, trên cái lý thuyết suông thôi. Còn xin được bắt đầu, chúng ta sẽ là cái người đang học, đang làm và đang phải tiếp tục làm cho bằng được. Nếu chúng ta muốn được kim thân thị hiện chức trừ tử sanh, tức là không còn sanh tử nữa, tử sanh tức là sanh tử đó, tức là cuộc đời sống còn ở thế gian, thì bây giờ trước hết chúng ta phải không cho sáu căn nhiễm sáu trần, và nghĩa là ngũ quẩn chúng ta phải trừ tuyệt, tham sân si chúng ta phải diệt, nhân ngã chúng ta phải buông bỏ, và kim thân chúng ta có được như vậy thì chân thân, tức là cái tâm giác, cái tâm Phật chúng ta trở lại cái tâm Phật hiện bài, đã hoàn toàn diệt hết tất cả những điều đó, thì cái tâm Phật hiện bài, mà tâm Phật hiện bài tức là dứt trừ tử sanh, tức là chứng đạo. Thưa toàn thể chưa đồng đạo, bây giờ năm hồi xin được trả lại cho giám chủ, và mong rằng anh chị em sẽ đóng góp thêm. Và thấy bàn tay của anh Nelson, có lẽ anh sẽ đóng góp thêm cái ý hay. Rồi xin được mời anh nha. Và xin dùng miếng lại để phát kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì Nelson cũng xin được tham gia cái câu hỏi ở trong bài cho ông Cò Tào Hảo. Thì chúng ta cũng biết rằng cho ông Cò Tào Hảo là một cái bài pháp mà có thể nói là kiến tánh thành Phật, mà Đức Thầy đã chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp và tu trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Và trong này thì đồng đạo Dình Đàn Tứ Ân có hỏi một đoạn, mà theo MC thì cũng có cũng xin tham gia được một số cái ý của mình. Thứ nhất là trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoằng. Giám thị lục căn ở đây á, là theo sự hiểu là không phải không cho nó, không phải ngăn chặn không cho nó thấy nghe, xúc chạm hay là ngửi, tức là vẫn để sáu căn nó đối với sáu trần. Có nghĩa là mình không có ngăn chặn nó. Nếu mà chúng ta ngăn chặn, chúng ta bịt mắt bịt tai á, thì nó sẽ trở lại một cái trạng thái khác. Nhưng mà ở đây á, Đức Thầy dạy chúng ta là cứ để cho nó đối với sáu căn, sáu căn nó đối với sáu trần tự do, nghĩa là mắt vẫn thấy sắc bình thường, chứ không phải là chúng ta đừng có cho nó thấy sắc, tai đừng cho nó nghe tiếng hay hay là tiếng dở, mà là cứ cho nó nghe tiếng hay tiếng dở, cứ cho nó thấy cái sắc, cứ ngửi cái mùi thơm mùi thối, nhưng mà chúng ta không có khởi lên, đó mới là điều quan trọng. Đó mới bị lục căn, tức là coi chừng đừng cho nó khởi lên cái thức, chứ không phải là cấm không cho nó thấy nghe hiểu biết. Đó là cái ý thứ nhất. Xin được nhắc lại là sáu căn của các cái bậc giác ngộ đối với sáu trần thì hoàn toàn không có ngăn cấm nó. Đức Thầy chúng ta rõ ràng là như vậy mà. Quý vị hay nghe là kêu thằng hay gọi bằng ông cũng không có muốn ai hồng tôn ti. Kêu Đức Thầy bằng thằng cũng vậy à, kêu Đức Thầy bằng ông cũng vậy à. Tức là Đức Thầy á, là cái căn, cái nhĩ căn của Đức Thầy á, là không có bị lệ thuộc ta nữa rồi. Tức là đã như trước cái lời của ở bên ngoài rồi.
trước cái những cái khen chê hay dở ở bên ngoài rồi. Theo eo xì á, theo eo xì có nghĩa là giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng ở đây có nghĩa là coi chừng, đừng cho nó khởi lên cái thức, chứ không phải là không cho nó, không cho nó thấy nghe hiểu biết. Thì đó là cái ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai mà eo xì muốn xin được trình bày nữa là phá ngũ uẩn. Theo như mình biết thì Đức Thầy không nói rằng không có bài bác, không có nói cái ngũ uẩn của Đức Thầy hoàn toàn không có khác với ngũ uẩn trong giáo lý của nhà Phật. Hoàn toàn không có khác với ngũ uẩn trong giáo lý của nhà Phật. Ngũ uẩn trong giáo lý của nhà Phật có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức, năm hồi đã trình bày rất chính xác. Sắc thọ tưởng hành thức tức là năm cái mà nó chất chứa, nó làm cho con người ta bị mất đi cái sự trong sạch, mất đi cái tính thanh tịnh của tâm hồn của mình. Thì năm cái điều này đó chính là sắc thọ tưởng hành và thức. Sắc thọ tưởng hành và thức. Nhưng mà cái ngũ uẩn của Đức Thầy cũng y vậy. Đức Thầy không có khác cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà trại rằng cái ngũ uẩn này là phải là giải không. Ngũ uẩn này nó không thật. Ở trong kinh Ma-ha-bát-nhã Ba-la-mật-đa-tâm-kinh đó, Đức Phật đã dạy là này xá lợi Phật, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức nó là không thật, tức là phải thấy cho nó được. Đó chính là chúng ta phải diệt trừ tham sân si nhân ngã. Mà trong quyển tư Đức Thầy đã dạy là phải phá tan ngũ uẩn trong mình, chữ tham trong ý muốn mặc tình, ráng định tánh trừ cho nó tiệt. Tức là phải diệt cái tham này nè, ráng định tánh trừ cho nó tiệt. Chữ gây gỗ là sân hãy diệt cho nó đừng thấp thoáng trong lòng, thêm chữ si thiệt quá lòng vòng, ráng tỉnh trí tìm nơi dập tắt. Chữ nhân ngã cũng là quá gắt, ta cho nên phân biệt với người, dẹp năm tên được mới nhiều mừng cười, vô pháp tướng mới là thiệt tướng. Tức là chúng ta diệt được cái tham sân si nhân ngã này, tự nhiên cái sắc thọ tưởng hành thức nó mất. Chứ không phải là Đức Thầy dạy chúng ta là ngũ uẩn của Đức Thầy là sắc thọ tưởng hành thức, mà là Đức Thầy nêu lên cái cách để chúng ta phá cái ngũ uẩn, để chúng ta thấy được cái sắc thọ tưởng hành thức của nhà Phật nó là giai không. Thì đó, hai cái ý đó eo xì muốn tham gia vào trong cái đề tài mà Huynh Năm Hời muốn đã trình bày vừa rồi. Xin được nhắc lại là trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng hoàng, có nghĩa là mình không có cấm nó. Con mắt vẫn cho nó thấy bình thường, cái lỗ tai vẫn cho nó nghe, cái lỗ mũi vẫn hửi mùi hôi, mùi thơm. Nhưng mà mình đừng, cái quan trọng nhất là phải đừng cho chúng tính lăng hoàng kìa, đừng có khởi lên cái tư tưởng, chứ không phải là mình cấm nó. Và cái thứ hai là cái ngũ uẩn mà Đức Thầy dạy chúng ta, đó là ngũ uẩn trong giáo lý của nhà Phật, là phải thấy cho được cái sắc thọ tưởng hành thức là không. Và cái cách mà Đức Thầy dạy chúng ta, cái cách để mà phá được cái ngũ uẩn đó chính là phải diệt trừ cái tham sân si và nhân ngã. Thì em sẽ được tham gia hai cái ý trong cái đoạn giảng mà Đức Thầy đã dạy ở trong bài Tạo Hảo. Xin được gửi mic lại cho David nha. Nam Mô A Di Đà Phật.